Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Hôm nay thì Nhật sẽ giới thiệu với các bạn một cục đẩy với công suất rất là cao, nhưng mà với một cái mức giá và một cái tầm tiền rất là rẻ. Muốn giới thiệu với các bạn, cục đẩy này là hàng nội địa Nhật. Tên model của sản phẩm là Classic Pro V1000. Đây là ngoại hình của em nó. Đây, mời các bạn cùng xem qua hình thức của sản phẩm. Dù sao thì khi mua hàng thì cái hình thức đó là một thứ mà ảnh hưởng đến quyết định của các bạn đầu tiên. Đây, em này có công suất đến tận 1000W, chạy tổng cộng là 12 sò than, tăng phô to và tụ lực nguồn rất là lớn, cho khả năng nghe nhạc, phối ghép loa hoặc là hát karaoke thì vô cùng là vô tư luôn các bạn ạ. Đây ngoại hình của em nó. Và hiện tại là Nhật Audio đang kinh doanh sản phẩm này với mức giá là 3.700.000 đồng và bao ship toàn quốc. Các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với số điện thoại hoặc Zalo của mình để được mình tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Còn đây là mặt thiết kế của sản phẩm. Mặt trước thì chúng ta sẽ thấy là có thiết kế gồm những khung cửa sổ dọc theo hai bên, nhìn rất là đặc biệt luôn các bạn ạ. Rất ít hãng có thiết kế này. Ở giữa chúng ta sẽ thấy là nút nguồn, khi khởi động lên thì sẽ sáng cái đèn nguồn màu xanh ngay tại đây. Và đây là hai channel của sản phẩm, là hai cái volume. Và bên đây là sẽ là hai cái miếng nhô ra. Mình thấy rất nhiều cục đẩy sẽ làm hai cái miếng này. Còn về mặt sau của máy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là điện 100V và công suất là lên đến tận 1000W. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 chạp loa. Đây là channel 1 và channel 2. Và chạp loa này cũng sẽ có hai cách để mà các bạn có thể xỏ dây vào. Rồi các bạn xỏ dây vào cái lỗ ngay tại vị trí này, hoặc là các bạn cắm qua đầu bắp chuối ngay tại đây. Còn đây là cánh quạt của sản phẩm. Các bạn hãy nhìn thấy là nó đang quay vì mình đã khởi động nguồn lên. Và sản phẩm này, cánh quạt này sẽ thổi ngồi những con sò ngay phía sau cánh quạt này. Và các bạn thấy là ở phía trước của sản phẩm đã có những cái ô cửa sổ để luồng gió thể lưu thông ra phía ngoài. Đây là số serial của sản phẩm. Đây là chức năng nghe qua stereo và nghe qua pit. Đây là các cổng tín hiệu nguồn vào, dùng jack 6 ly hoặc jack 3 lăng đều được. Đây là một thiết kế rất là hợp lý luôn các bạn ạ. Đây các bạn có thể thấy là cánh quạt nó sẽ thổi gió và gió sẽ đi qua những cái khung cửa ngay tại đây để mà ra ngoài. Và điểm đặc biệt của cái sản phẩm này là trong cái khung cửa này còn được đẹp hơn những lớp mút màu đen ngay tại đây các bạn ạ. Cái này nó sẽ giúp cho tránh bụi có thể đi vào bên trong sản phẩm để giúp cho sản phẩm nó bền hơn. Đó là những tấm bụi, những tấm mút màu đen mà nhỏ nhỏ cho bên các bạn vẫn thể giúp cho không khí được lưu thông tốt hơn. Còn về khả năng phối ghép chất âm của sản phẩm thì mời các bạn cùng thưởng thức chất âm của sản phẩm ngay sau đây. Mình sẽ ghép sản phẩm với cặp loa 4 tấc luôn. Nếu mà sản phẩm này đánh ra được hết chất âm của cặp loa 4 tấc này thì các bạn vẫn thể vô tư chơi những cặp loa từ 4 tấc trở xuống. Và hiện tại thì mình đã kết nối dây loa của sản phẩm. Đây, các bạn thể thấy cánh quạt của sản phẩm đang quay. Và mình kết nối qua jack 6 ly nha các bạn. Mình kết nối với cái CD ở đằng kia, nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Còn đây là cặp loa mình đang phối ghép với sản phẩm. Đây là cặp loa của toa. Đây là cặp loa 4 tấc và 4 đường tiếng nha các bạn. Một bass 4 tấc, một jack còi và 2 mid.
Rồi mình ra mở CD. Rồi, mời các bạn cùng lượng hết chất âm của sản phẩm. Rồi các bạn, mới nấc thấp nhất thôi các bạn. Một chiều cuối tuần, mưa bay lấp phất và mây trắng răng dài. Em đến thăm anh. Khi các bạn mở nhạc càng to thì cái đèn này sẽ càng sáng lên những cái mức này nha các bạn. Mở. Bên em và một cái mức rất là thấp nhưng mà nó là rất là to các bạn ạ. Sợ người yêu khóc khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa, chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng. Tiên quốc đang vui, một nàng tiên lỡ làm rơi đi ngọc ngà. Đang say nên trời đang đỏ đầy, nàng xuống dưới trần gian. Làm người dương thế, không biết bao lâu mới cho quay về trời. Và vì thương đời như kiếm sống văng xưa, nên dù rằng một hôm trên xứ trời say bóng mây hồng, làm sẽ đưa tin về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời, nên tiên chưa về đâu. Nàng tiên giáng trần trong đôi cánh trắng, giờ đang ngắm mưa rơi. Đang đứng bên tôi thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, lấy mà trời gọi về, nàng tiên có về không? Mỉm cười em nói, tiên kính dương gian với chỉ mơ thật buồn. Các bạn đã thấy thì cặp loa 4 tấc của mình đã bị đánh một cách tơi nhuyễn ra sao. Thì mình nghĩ là những sản phẩm mà cặp loa dưới 4 tấc, từ 4 tấc trở xuống cũng sẽ bị đánh tơi nhuyễn như vậy. Với công suất lên đến 1000W thì các bạn có thể dễ dàng phối ghép 4 loa 4 tấc cùng một lúc và vẫn không lo ngại về sự thiếu hụt hoặc là đánh không ra chất âm của cặp loa của các bạn. Đây, các bạn thông thường thì các bạn có thể mua những sản phẩm là đẩy về, thông thường là các bạn sẽ karaoke là chủ yếu. Sản phẩm này thì các bạn kết nối với một cái mixer để hát karaoke cũng rất là vô tư luôn các bạn ạ. Rồi, thôi không dài dòng nữa, mình sẽ kết thúc video ngay tại đây luôn. Các bạn thấy sao về sức mạnh của cục đẩy Classic Pro V1000? Thì có thể để lại bình luận bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian theo dõi video của Nhật Audio. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, share
và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần tới.